Khi tâm an tịnh, thân liền an tịnh. Bạn sẽ không còn lưu tâm đến những năm hạn này nữa, không còn nuôi oán giận với ai khác. Đó là lúc vận hạn của bạn bắt đầu chuyển biến. Đó là lúc ngôi nhà của bạn sản sinh ra vượng khí. Chào các bạn, trở lại với Khải Toàn. Trong các hạn, thái tuế ảnh hưởng lớn nhất đến vận trình của con người. Trực và xung thái tuế ảnh hưởng xấu nhất, kế đến hại phá hình thái tuế. Năm 2022, dần thân là trực và xung thái tuế, tỵ hợi là hại phá thái tuế. Với năm 2023, năm Quý Mão, các tuổi phạm thái tuế là Dậu Mão và Tý Ngọ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều do cách đón nhận của mỗi người, khả năng vượt qua trở ngại như thế nào. Nếu bạn có được tâm thanh tịnh, nhân hòa ái ngữ với những người xung quanh, mọi hung hỏa sẽ lánh xa bạn. Lúc này bạn có ứng dụng thêm phong thủy, mai ra có cơ hội tốt về tài lộc. Tâm thanh tịnh tức thân liền thanh tịnh. Khi ấy ứng dụng phong thủy để giảm đi vận xui, tăng thêm đôi phần may mắn. Tâm thanh tịnh tự khắc khai ngộ và hiểu rằng còn sống còn lo, nhưng chịu khó tu dưỡng tâm tánh, tạo tác nhân lành sẽ có quả thiện. Khải Toàn đã chia sẻ cách hóa giải thái tuế ở video trước, cũng như cách hóa giải hạn thị phi mà không cần phải cúng kiến giải hạn gì cả, vì không có thần thánh nào nhận ít xính lễ của bạn mà xóa đi nghiệp lực của bạn đã tạo ra. Nếu có tính tâm, bạn thêm một món trang sức được gia trì sái tịnh với tên của bạn, hay một lệnh bài thái tuế sái tịnh đúng ngày sinh của bạn, giúp bạn giảm đi một ít vận xui. Bài này Khải Toàn xin chia sẻ lại tuổi phạm thái tuế và nêu kỹ hơn về những tuổi phạm thái tuế của năm 2022 nhâm dần. Video này đề cập đến các năm sau: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Giáp Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ và Tân Tỵ, Ất Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi. Năm này sẽ tốt với ai có tuổi Tuất và tuổi Ngọ, hoặc là Thìn Mão. Các tuổi này sinh sau tháng 9 dương lịch đến tháng 1 dương lịch thường là có vận khá, vì đa phần là khuyết mộc, hoặc người sinh vào giữa năm dư hỏa thiếu thủy, vì chữ Nhâm thuộc thủy, chữ Dần thuộc mộc. Với các tuổi Dần Thân, Tỵ Hợi thì phạm thái tuế, còn Thân Tý Thìn thì phạm hạn tam tai. Hạn là hạn, sống vẫn phải sống, sống với tâm thái như thế nào do sự khai ngộ. Dù bạn tuổi gì, nếu bạn sống chân thiện, ít muốn biết đủ, đoạn ác tu thiện, thì năm nào cũng là năm lành, ngày nào cũng là ngày tốt. Dù bạn sống ở đâu, nếu mở lòng thông cảm, tự khắc sản sinh ra khí trường thiện lành, thì nơi bạn sống sẽ trở thành mảnh đất phước. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, nhưng không thể nào tiêu trừ được những nghiệp lực. Phong thủy càng không thể tiêu trừ được phiền não. Vì vậy, tâm chưa thanh tịnh, chưa vội nghĩ đến phong thủy, hãy tu dưỡng tâm tánh trước khi vận dụng phong thủy. Trước tiên là nhóm tuổi Thân: Giáp Thân, Mậu Thân, Canh Thân và Nhâm Thân, tương ứng với 2004, 68, 80 và 92. Tuổi Thân vừa hạn tam tai, vừa hạn thái tuế và có cả sao dịch mã đang chiếu. Cũng như tuổi Dần, Thân phạm xung thái tuế. Nói về biến động cao nhất là tuổi Mậu Thân 1968. Trong năm 2022 này, Mậu Thân là nhóm trở ngại lớn nhất vì phạm thiên khắc địa xung, tức là thiên can và địa chi đều xung khắc lẫn nhau, xung khắc với hai trụ của năm Nhâm Dần. Thân năm này gặp thêm hạn tam tai, nhưng đừng quá lo, chỉ là làm ăn đôi phần khó khăn. Và Thân có cả sao dịch mã, chủ về biến động chỗ ở hoặc công việc và dễ đi xa xuất ngoại. Tóm lại, với tuổi Thân năm này, tam tai thì hạn chế cân nhắc đầu tư lớn, thái tuế thì bạn nên giữ sức khỏe, giữ lời ăn tiếng nói của mình. Về tuổi Dần: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, tương ứng với 74, 86 và 98. Tuổi Dần gặp năm Dần là thái tuế, biến động hình khắc thị phi và cả hao tổn.
Với Giáp Dần phạm về địa chi nhưng không đáng ngại, trong khi Bính Dần và Mậu Dần là hai tuổi biến động lớn hơn, vì thiên can Bính và Mậu xung khắc với thiên can Nhâm của năm 2022. Hạn Thái Tuế không cần cúng kiến hay giải hạn, bạn chỉ cần tu dưỡng tâm tánh, không can dự chuyện của người khác. Nếu có giải hạn thì một món trang sức nào đó được gia trì sái tịnh hoặc là một lệnh bài Thái Tuế có thể giúp bạn giảm một ít phiền phức, nhưng trên tất cả đều từ nhân quả. Với những người tuổi Dần lại sinh vào các tháng Thân, tầm giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch là nhóm biến động lớn về sức khỏe và hao tổn. Ất Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi tương ứng với 95, 71 và 83. Người tuổi Hợi hạn phá Thái Tuế đại diện cho năm hạn về công việc có người gây trở ngại hoặc là mất tiền tài. Với Ất Hợi và Quý Hợi có phần khá hơn đôi chút do chữ Nhâm của năm tương trợ và tương sinh chữ Quý và chữ Ất. Hợi vốn là những người hiền lành, ít phân tranh, ít can dự chuyện người khác, ít can dự chuyện thị phi, vì vậy khi đến hạn thị phi cũng giảm đáng kể. Những ai tuổi Hợi sinh tháng Thân hoặc tháng Dần về năm này vô cùng khó khăn, dễ xung đột, dễ tranh chấp và hao tổn. Vì vậy nên giữ mình, giữ lời nói thiện lành, giữ tâm ý trong sạch. Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ và Tân Tỵ tương ứng với 77, 89 và 2001. Người tuổi Tỵ hạn hại Thái Tuế đại diện cho năm đó dễ có người quấy phá. Trong đó Đinh Tỵ có phần khá hơn do Đinh và Nhâm tương hợp mộc, tốt với ai mệnh thiếu mộc. Hạn Thái Tuế dễ có xung đột, tranh chấp, ngừa đố kỵ. Hại Thái Tuế chủ về xung đột, tranh chấp, dễ có người đố kỵ. Người tuổi Tỵ đa phần linh hoạt, đa phần thích hướng ngoại và có phần kiêu ngạo, dễ bị lôi kéo vào thị phi. Vì vậy khi đến hạn thị phi thì khó lòng an ổn. Với ai tuổi Tỵ sinh tháng Dần, Tỵ, Thân, năm này càng dễ biến động cao, là năm biến động đầu tiên, năm tiếp theo là năm Tỵ 2025, dễ hao tổn, tinh thần kém và tranh chấp. Những ai biết tu pháp nhẫn nhịn là nhân, đến hạn Thái Tuế hung họa sẽ giảm là quả. Thái Toàn mở lòng trình bày về tủ phạm Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần. Các bạn theo phương pháp chân thiện này, nghiệp sẽ giảm, phước sẽ tăng dù không cần cúng kiến gì cả. Ai đó nói với bạn cúng để giải hạn, bạn cần tìm hiểu xem cúng gì, cúng cho ai, cúng là gì, khấn cái gì và sẽ giải được những gì. Đã là thần thánh, họ không vì ít xính lễ của bạn mà giải nghiệp giúp bạn. Giả dụ trong một gia đình có nhiều người, trong đó lại có một người rất tham ăn đồ ăn, tham ăn đồ ăn vừa ngon vừa bổ, cơ thể tăng cân, mang theo bao nhiêu bệnh. Lúc này dù chính bản thân bạn có mối quan hệ trong xã hội và có cả tiền bạc, bạn cũng không thể nào giúp họ mau chóng khỏi bệnh. Vì thế phước có thể chia, nhưng âm đức thì ai làm người ấy hưởng, ai ăn người ấy no, ai tu người ấy khai ngộ. Trồng gì thu nấy, không có việc ai đó gánh nghiệp giúp bạn cả. Ngay từ giây phút này, muốn cuộc đời về sau được an nhàn, hãy tu dưỡng tâm tánh, đoạn ác gần thiện. Khi tâm an tịnh, thân liền an tịnh, bạn sẽ không còn lưu tâm đến những năm hạn này nữa, không còn nuôi oán giận với ai khác. Đó là lúc vận hạn của bạn bắt đầu chuyển biến, đó là lúc ngôi nhà của bạn sản sinh ra vượng khí. Ngay từ bây giờ, ngay từ giây phút này, muốn cuộc đời về sau được hưởng phước, hãy tu dưỡng tâm tánh, tránh ác gần thiện, buông xả cái tâm vọng niệm của mình, mở lòng bố thí. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.